Rồi chúng ta đến với trận đấu thứ hai trong trận đấu thứ hai này. Bây giờ anh Vơ thì anh đen quá rồi, anh ra ngoài ngồi xem tắt ao rồi. Và cũng ngoài lề một chút, anh Vơ là cầu thủ sáng giá của đội Than Quảng Ninh, đâm ra là cũng hơi đen. Vị trí của sở trường của anh Vơ là vị trí hậu môn, hậu vệ kiêm thủ môn, đâm ra là nó cũng rất đa năng, đa sinh năng. Quay trở lại trận đấu thì trận đấu thứ hai thì có một AC của BB cũng rất tươi rồi, truy mệnh cầm Per Sean, một AC một Per. Không biết quân bên phía đội bạn là gì, các bạn cùng chờ đợi trong ít phút để xem là có ông nào soi quân hay không. Nhìn qua qua thì nhà AC cũng có vẻ hơi xấu xí một chút, nhưng mà không sao, đây là trong tay của BB, một kiếm thủ có rất nhiều các thao tác tay. Tỷ số trong trận đấu đầu tiên đã kết thúc rất trong vánh là 0-3, nghiêng về cặp đôi của team Hà Nội. Đến với trận đấu thứ hai trong trận đấu thứ hai này thì nhà của Bi đã có voi, đã có đôi voi, ba voi luôn cho Bi, bầy hiêu bãi quả luôn. Đúng là tôi vào nó khác, rất khác so với anh Vơ. Đúng là một hậu vệ, em chưa soi được, một hậu vệ à quên một hậu môn sáng giá của team Than Quảng Ninh. Úi giời, chết mất thằng dân, nhưng không sao, ba voi chết mất một dân cũng được. Khi mà những đồ ăn của kiếm thủ Bi là rất gần nhà, bạn có thể thấy đã có hai cánh rừng, gỗ đầu cũng không xa, đang câu voi sang nhà của kiếm thủ Camper Sean rồi, chắc chắn là cầu hộ. Úi giời, gặp thêm con voi thứ tư, rất tươi. Chúng ta chuyển sang mảnh máy của kiếm thủ cầm chém đi, truy mệnh Per Sean 14/16 cũng đang đá hiêu. Kìa, con voi đã chuẩn bị cầm bến, chắc chắn thì sẽ nằm đẹp thôi. Không biết nhà truy mệnh có nhiều hiêu voi không, khi mà mới chỉ thấy bầy hiêu đầu, bầy hiêu đầu dắt cánh rừng, thấy thêm con voi nữa. Con voi này liệu về phía bên nhà của Bi không, khi Bi vừa thấy đôi voi, chắc là không phải đâu, hai voi của Bi là con voi khác, còn đây là voi của truy mệnh. Hy vọng là có thêm bầy hiêu 7 con nữa thì sẽ một bài rất đẹp dành cho Persian. Còn bài của Bi là bài dò khoảng 7% rồi, cũng không cần để ý quá nhiều nữa. Thấy thêm bầy hiêu nữa, bầy hiêu nằm ở con dốc, và tôi hy vọng là đây là một bầy hiêu 7 con. Thông là 20/24, chuyển qua mảnh máy của Bi. Bi đang đá hiêu, bãi quả phụ rất gần, bãi quả phụ 5 cây. Bầy hiêu đầu của Bi là bầy hiêu 7 con thôi, à 4 con thôi thì phải. Còn bãi quả phụ là bãi quả 5. Liệu có nhường bầy hiêu ở phía trên cho game thủ của Chi Mạnh hay không? Nếu mà nhường thì chắc chắn bài của Bi sẽ đánh với 25 dân thôi. Cố gắng ép chết những đồ của mình thì cũng sẽ đủ. Còn nếu mà nhường được cho Chi Mạnh thì Chi Mạnh sẽ rất khỏe. Hai mươi lăm dân có dừng xin dân không? Đã dừng xin dân, kích đời rồi. Bài đánh 26/1 của AC, ép đời vẫn rất chuẩn khi mà đồ ăn là gần, và bầy hiêu trên sẽ dành cho truy mệnh. Chuyển sang mảnh máy Persian 22, bài đánh cố gắng ép phụ, chuẩn bị lên đời rồi thì phải. 700 thực rồi, các bạn thấy là hai con voi lùa về và bầy hiêu đầu, giúp cho Persian ép đời rất phụ trận thi đấu này. Ăn bãi quả 5 nữa ở đây, lực là khỏe, nhà lờ luôn. Bài hứa hẹn kích trong 9-4x dành cho Persian. Không biết quân bên phía đội bạn là gì, tôi vẫn chưa cập nhật được. Kích đời, vẫn chưa kích được đời. Rồi, 10-02 với 22 dân của Per. Phải xin dò trước. Xuất dò, liệu nhà 17 phía bên mình cùng cánh với nhà bên nào? Tôi hy vọng là cùng cánh với game thủ Văng Lốp.
và đâm chết được Van Loop thì sẽ tươi. Như vậy là nhà màu 5. 5 là tí. Tí hay là cao là tí. Gặp nhà Quýt. À quên, nhà của tí. Tí là game thủ màu 5. Một turn rất ảo khi tí đâm thẳng vào bãi hươu ăn hoang của Pơ sang. Như vậy là bên phía đội bạn có một sang của màu 5. Con giò đầy đủ công giáp của Pơ. Bãi vàng của tí hơi dắt một chút. Một bài Pơ ép đời khá sớm và lực khỏe, nhưng mà đang bị lép vế hơn sang bên phía đội bạn. Đảo qua mảnh máy của Bi, hai hòn vẫn tham lai 26 và cùng cánh với Văng Lốp. Văng Lốp đây rồi. À không, đây là game thủ truy mệnh. Một tê một giò công vào bãi ăn hoang của màu 5. Vẫn còn nguyên bãi quả nữa dành cho game thủ BB, nhưng giờ thì cũng không quá quan trọng đâu. Chơi tạm được bãi ăn hoang, 4 dân. Đảo qua truy mệnh. Truy mệnh tham lai còn 19 thôi. Cánh này thì tôi tạm cho là cân, khi mà cả hai nhà đều mất bãi ăn hoang. Mẹ ôm bom rồi. Đây rồi, nhà màu 6. Màu 6 cầm gì đây? Bên phía đội bạn có một sang rồi. Nhà gì đây? Liệu phải nhà hit không? Hit, đúng là hit tì. Vâng, lâu cầm hit tì. Như vậy bên phía đội bạn là một sang một hit. Bên mình một pơ một AC. Vẫn chưa biết được điều gì đâu. Nhưng mà nhìn sơ sơ nhà màu 6 rất xấu. Sang hit là quân về phía đội bạn. Chuyển sang bi. Bi vẫn đang khỏe và chéo một tơn sang bắn phù nhà sang. Sang có bánh xe hay chưa? Sang vẫn chưa có bánh xe này. À sang. Sang có rồi. Một tơn mà hơi giật. Hơi giật lag một chút. Tham lai 38 trên 48 của hai hòn. Quay sang truy mệnh xem nào. Truy mệnh 22. Vẫn đang đôi công với nhà màu 5. Nhà màu 5 cũng không quá khỏe đâu. Cũng chỉ ngang với Pơ thôi. Bây giờ là cái thế mà Bi. Bi phải cân lại nhà của Hitty. Nhà màu 6. Bài của Hitty không đẹp. Không quá đẹp. À, bài của AC bên phía bên mình cũng thế. Một tên bắn sau rừng của game thủ cầm hit. Rất nhưng nhối khi mà cánh rừng này là cánh rừng lòi ra phía bên ngoài. Và hoàn toàn Hitty có thể để một hai con cung R đứng bắn xuyên. Một tên đấu cung. Cung R AC. Cung R hit của Văng Lốp đã có giáp, một bài khỏe của Văng Lốp. Truy mệnh sao? Truy mệnh tham lai vẫn 25. Có dân không? Không có dân. Bây giờ phải quản chặt nhà màu 5, không cho một nhà màu 5 hồi. Quay lại với Bi, xem Bi đấu cung. Cánh rừng của Văng Lốp đã hở. Các bạn thấy là bài của Văng Lốp xấu. Tham lai 51 trên 64 rồi. Bị vậy e. 4 con cung R liệu có thoát không? Như vậy đã thoát được. 4 con cung R này theo tôi sẽ treo canh sang nhà màu 5 một tơn nữa đi. Bây giờ thì giật về cũng không được nữa rồi. Không là hợp lý. Bây giờ 4 con R này lại treo cánh sang nhà màu 5. Còn tơn đẩy lên thì vẫn phải giữ. Phải giữ được quân trong trận thi đấu này. Tôi vẫn chưa thấy những đơn vị công của nhà màu 5 đâu cả. Đảo qua mảnh máy của truy mệnh không? Hay là xem nốt tơn này đã. Như vậy xem nốt tơn này xem ra. Nâng chặt gỗ 2 và sang truy mệnh. Truy mệnh vẫn tham lai 23 này. Nhà sang đang hồi đâu? Không thấy dân màu 5 đâu cả. Quay lại với Bi. Cung R của Bi đang đứng trên dốc.
Diễn viên này, diễn viên này chắc phải đặt giải Oscar. Diễn tốt lắm. Rồi chúng ta quay trở lại trận đấu. Những cái dựa hình cánh hoa của game thủ mẫu 6. Cung đờ đã chặt gỗ 2 rồi. Tăng A. Tham Lai vẫn sau 1. Các bạn thấy là Bi giữ tham rất tốt. Bây giờ có lạc đà của Chi Mệnh trong tên này không? Khi mà màu 6 vẫn đang giữ được rất nhiều cung. Và cũng không phải là cung loại hạng vừa đâu. Chi Mệnh 26. Như này thì có vẻ như là nhà Sang đang yếu hơn nhà Chi Mệnh. Đây rồi, dân ăn hoa của 5. Có biết hay không? Thôi, cũng không cần để ý đâu. Đí đạo ăn dân đi. Tất tay đạo ăn dân này. 6 con dân của Sang. Và Sang vẫn đang nở được dân. Tham Lai 22. Quay lại mảnh máy của Bi. Vừa mới tơn đấu quân. Tham Lai tụt xuống chỉ còn 49 thôi. Nhưng màu 6 cũng mất được rất nhiều quân trong tuần vừa rồi. Và màu 6 đã đi sai. Tỷ số là 1 đều trong trận đấu thứ hai. Các bạn cùng chờ đợi đến với trận đấu bản lề trong trận đấu này. Như vậy là cầu thủ đạt quả bóng vàng trong năm nay là anh GV rồi. Những tên đồn bom rất xuất sắc của hậu môn GV.